Xe ô tô đi ô chú ý. Ba bố con đang ngồi chờ mẹ đi khám nhá. Lúc này chị Ly vừa mới đi nhổ răng về. Bây giờ chị Ly đang đứng ở sau lưng tôi. Còn đây là cái bệnh viện mẹ Trang vào để khám này. Các bạn nhìn thấy không? Ở trên trời mây này. Mây này. Đưa nhìn thấy không? Mây này. Mây u ám chưa này. Wow. Wow, mây đẹp chưa? Trời. Ôi ôi bên đây đúng rồi, có đầm mây đẹp này. Con nhìn vào trong đây đẹp thế này. Wow, này. Trời ơi, bố đang quay đang quay. Trời ơi, đầm mây to như này. Wow. Mình đang săn một cái mây cho nó đẹp này. Các bạn nhìn thấy không? Wow, một có một đầm mây này tuyệt đẹp luôn này. Có hình con gì cơ. Wow, hình con gì cơ. À, nó đã mồm. Đấy, nhìn thấy con vịt kìa, cặp 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 đang bay kìa. Yeah. Tiếp đó là con khủng long này. Ui dù rồi đến một ui một con gì đó. Con khủng long có cánh biết bay à. Wow. Thấy chưa các bạn thấy không? Xuống đây là không cảnh quá. Ôi chim chim bay. Chim bay nhiều kìa. Wow, mình quay không kịp à. Đây, Nio đang đứng này. Chị Ly đang đau mồm này. Ồ, các bạn thấy chưa? Chị đang đau mồm. Ô em đây nữa hả? Đó, đừng có đi ra ngoài kia auto nha. Đó. À, ba bố con đang ngồi ở dưới cái tán cây này. Một cái tán cây rất to này. Cây cổ thụ hay sao nhỉ? Wow. Từ từ để bố xem nó. Ôi. À. Ôi nên mẹ Trang vào khám. Mẹ Trang vào khám mình không vào được đâu. Trong đó có nhiều người lắm. Ô kéo auto đó. Nào. Mẹ Trang đang vào khám trong mình không được vào nhá. Mình phải ngồi đây chờ nhá. Ô đi lại đằng kia ha. Đi lại đằng kia xem á. Hả? Ba bố con đi lại đằng kia nhá. Nha đi lại cầu trượt nhá. Hay là ngồi đây chờ. À là cái cầu trượt kia hả? À hả. Ok. Ba bố con này chuẩn bị đi lại cầu trượt nha. Chưa để bố khóa ô tô đã. Đấy. Để bố phải khóa ô tô lại nha. Nha. Chỗ này là chỗ con lạc đà nha. Kỳ nhông kỳ nhông. Chút chút. Hai con màu vàng màu đẹp kia kìa. Yeah. Wow đẹp hả. Oh. Chị Ly đang đứng bên kia kìa. Ha ha. Yeah. Mình đi sang bên này xem có gì nhá. À, đó 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 đó. Yeah. Đừng có rơi vào con rơi này. Wow, con kia kia kia. Con kia nhông đẹp không? Mày quay đẹp à? Mày có bố quay đẹp lắm ấy. Mày mới mà đi ơi. Đi. À, hai chị đứng lại bố chụp nào. Quay quay mặt lại để bố chụp một cái nào. Nào Ly. Đi đứng đó để bố chụp. Đứng đứng lại sát vào. Quay quay sát vào đó. Nè. Con lại đứng sát vào để bố chụp nào. Ai ở trong cái là bụt nha. Wow. Tàu này. Yeah. Cúp. Nè nè đi lại xem cá một tí nha. Tí cho mẹ Trang đi tàu sau á. Hai đứa đi tàu không? À thế thì để tí ra vẻ mặt nha. Wow là xem cá nha. Này. Có đẹp quá đẹp quá. Đây về cá ở Golovut này. Ha ha đi đâu rồi. Wow. Con thích cái đó á. Đi đâu? Đi bên kia á. À. Chết chết. Chết. Ồ đi chui vào trong bể cá rồi. Ha. À, đẹp vậy. Chị đi chui vào bể cá. À hai chị em chui vào bể cá kìa. Thi thi. Đây là bể cá ở Golubut nha. Bể cá rất chi đẹp. Cá thật đời. Chít chít. À. Cái bể quá to luôn hả? Ôi đẹp à, đẹp ơi. Yeah. Yeah. Lên, 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 lên. Yeah. To, to chưa, to chưa? Cái đó làm thịt được không? Làm thịt được á? Đây sẽ thì chạy một cá ha.
này, phía trong cái lớp bụt rồi nha, phía trong cái lớp bụt nha, Lý nha. Hôm nay Dio đi chơi à, Dio không cho đi quay à. Yeah. Ra trong cái răng à, răng chị Lý, à, tết răng rồi, không còn một cái răng nào nữa cả. Em quay hả? Ui dùi, Dio che hết màn hình người quay cái gì nữa. đi. Hai sẽ đi. Ta cầm rồi thôi đi nha. Đây là trong siêu thị nha, mình sẽ đi quay một tí ở trong siêu thị cho người ta có thể nghe ta cầm nha. Ba bố con ta đi vào siêu thị chơi nhá. Hả? Ba bố con đi siêu thị nhá. À ha. Ở trong siêu thị này cùng người ta buôn bán rất chi là ngày xưa bán được nhưng bây giờ dịch bệnh nên là không còn người nữa, ít người lắm. Chưa có thấy mấy nào đâu, mọi người nó người ta đóng cửa hết, mở cửa nhưng mà không vào nữa. Bây giờ vào đây đeo khẩu trang mà, một con đeo khẩu trang nha. À. Chị đi ra thế. À, để ăn đi em. Tít. Hả? Đó. Đó. Trẻ con cũng phải đeo khẩu trang thấy chưa? Nguy hiểm chưa? Thấy chưa? Đấy, khuyến cáo trẻ con phải đeo khẩu trang thấy chưa? Bố đeo khẩu trang, mẹ đeo khẩu trang. Trẻ con cũng phải đeo khẩu trang. Đây là biệt biển như thế này thấy. Wow. Thấy chưa? Phải đeo hết khẩu trang ấy. Bên này cũng vậy. Yeah. Bên này cũng phải đeo khẩu trang, thấy chưa? Nhìn Ly cũng đeo khẩu trang. Chị Dio đóng đeo khẩu trang thôi, Dio thật là hư. Hả? Sao con ngừa?